Hello anh em, hôm nay mình có dịp ghé cửa hàng cá cảnh của ông anh ruột, đó là anh Chí Cá Cảnh Rồng Việt Nam, để tìm một em huyết pha phu cho một ông anh mới quen ở trên YouTube. Anh này thì có tìm đến mình nhờ mình giới thiệu một cửa hàng cá rồng uy tín để anh tậu một con huyết. Thì tìm đâu xa, sát nhà mình là tiệm của anh Chí đây chứ đâu. Nhà mình đi qua anh Chí có 5 phút rồi các bạn ơi. Sẵn tới đây rồi thì mình dẫn mọi người vào tham quan xem sau bao ngày quay trở lại đây thì có gì thay đổi, cá mú có gì mới không nha. Nhưng mà hôm nay mình ghé đây còn một điều khác hay ho hơn nữa. Mời các bạn xem video tiếp theo, mình sẽ bật mí nha. Ok, video chính thức sẽ có mặt trên kênh YouTube Hugo Dương vào 2:30 tối Chủ nhật ngày 28 tháng 5. Cảm ơn các bạn. See ya!